Rồi một làm chưa nhí? Dạ rồi đó. Rồi ok. Lấy ớt sạch tới chưa? Dạ rồi. Rồi ok. Phở Hồng Cúc đang sắp tái nạm để chuẩn bị bán cho khách. Bên cạnh đó thì cũng đang vớt xương và xí quắc. Xí quắc khách dạng quá ngon, quá đẹp. Nhớ nha, hai tái nạ, một tái nạm, một tái gân, rồi hai chén tái, một chén nạm, một chén gân thêm luôn nha, là bốn chén thêm luôn nha. Rồi dở phải không? Mà chị Trang có phần đó về đi, để em Trang đây cho. Biết chẳng ấy đi, để thò lộn xộn cho, cái này tôi bán Trang. Đây, bên đó. Đó. Bác sĩ. Mấy cái này. Rồi, chú Tiếu cũng luôn. Rồi, ngon quá. Bây giờ. Tư chưa? Mấy chén ăn thêm mở vô luôn hay là để ngoài vậy không? Dạ, để ngoài đi, đúng rồi. Chính xác. Hai chén tái, một chén nạm, một chén gân nha. Ok. Ok. Má coi coi ấy rồi ấy khuyến mãi cho người ta, ăn ấy. Rồi má ấy sương cho người ta, cứ ấy đi. Nãy là bà người ta kêu 30 phải không má? Ta kêu 30 máy thêm vô cho người ta nha. Rồi người ta mới ăn lần đầu cho người ta. Dừng tí xíu mang lên, nhớ nó có khuyến mãi xương thêm cho người ta nha. Dừng ba tô 120 với 30 là 150, nhưng mà nó cái phần xương là mình có cho thêm cho người ta ăn. Một bịch để hang, bịch để mọc nha dì lên. Ok. Rồi cọc đàn chị Dưỡng ơi, cọc đàn Dưỡng. Một bịch hai, một bịch một. Dạ. Xong chưa? Bốn bánh tươi chưa? Xong. Dạ. Tôi với chén gần để riêng. Rồi đổ chưa? Bốn bánh tươi đổ chưa? Rồi anh ở ngoài ấy vậy?
anh ở ngoài có rau hả? Có đầy đủ rồi vợ. Trộn giá cho bạn nào, cho chị trộn giá cho chị mang về luôn. Phải nói đàng hoàng trộn giá cho ai rồi đàng hoàng em. Giá trộn phải không? Rồi. Có dừng ốc trộn rồi. Rồi chà sang qua nha. Rồi nhí đi lấy hai ly nước để sẵn đi. Dạ, đây cho ba luôn. Rồi phở cho chú Thiện luôn. Ba chén hộp gà hả? Ba chén hộp gà ở ngoài luôn luôn gì lên đây. Ok. Ba phở chưa? Ba phở anh ở ngoài chưa? Để đó đi vợ. Đó rồi. Sườn đâu có hai miếng thịt này. Dạ. Tính thêm mồi thôi má. Thôi chị cho người ta đi bữa sau tính tiền má. Cho. Rồi rồi, vậy mới được chứ. Ba cái hộp gà bên rồi. Rồi Quyến mang ra đi. Rồi ok luôn. Trà sữa phải không? Đúng rồi. Rồi trà sữa này nước trong. Thôi. Cầm đi vậy lên nhé nha. Tiêu. Phe. Rồi. Tiêu. Rồi. Quay luôn.